Gia đình lục đục sau khi nghệ sĩ Vũ Linh mất. Vũ Luân bênh Hồng Loan, trách Hồng Phượng tự ý quyết định mọi chuyện sau đám tang. Tất cả những người trong nhà lợi dụng danh tiếng của ba em để quyên góp hết từ này đến kia. Em chẳng hề biết cái gì. Làm cái gì cũng không hỏi. Bây giờ nếu như những gì Luân nói trên mạng, Hồng Loan nói trên mạng, cô Sáu và Hồng Phượng phản biện đi. Có lửa mới có khói. Em không hề giữ gì hết và cũng không hề biết được từ lúc mà thất đầu đến 49 ngày của ba. Hoàn toàn không biết gì hết. Hồng Phượng lại khẳng định hợp tác truyền thông để bảo vệ hình ảnh nghệ sĩ Vũ Linh, không có mục đích kinh doanh. Trong nội dung hợp đồng thì bên em cũng đang làm đúng và bên chị cũng chẳng có gì sai. Cái phần tiền này chị nói rõ với em lúc đầu là chị nói là chị muốn là để lo phần hộ cho cậu. Gần 3 tháng kể từ ngày mất của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, gia đình xảy ra lục đục giữa Hồng Loan là con gái của Vũ Linh và Hồng Nhung. Hồng Phượng là em ruột và cháu gái của nam nghệ sĩ. Theo Hồng Loan, dù là con gái hợp pháp duy nhất của cố nghệ sĩ Vũ Linh, nhưng cô tuyệt nhiên không biết chuyện gì xảy ra trong nhà kể từ khi cha mất. Ngay cả việc xây mộ hay chuyện những người trong nhà dùng tên tuổi của Vũ Linh để kêu gọi quyên góp, Hồng Loan cũng không hay biết. Nghĩa trang Hoa Viên Bình Dương từ chối làm việc với Hồng Loan vì người ký hợp đồng là Hồng Nhung và Hồng Phượng. Trước sự việc, nghệ sĩ Vũ Luân đã lên tiếng bênh vực Hồng Loan, cho rằng Hồng Nhung và Hồng Phượng không đúng khi tự quyết tất cả, thậm chí giấu nhẹm Hồng Loan chuyện xây mộ. Bên cái nhóm của Hồng Phượng, cô Sáu cúng kiến mà không thèm hỏi gì tới Hồng Loan hết. Không cho Hồng Loan biết, rồi quay livestream lên thì cộng đồng mạng sẽ nghĩ sao khi mà mộ của ba mình xong rồi mà vắng mặt Hồng Loan. Hồng Loan cho biết từ lúc cha mất đến trải qua mấy cái thất, số tiền phúng điêu hơn 600 triệu đồng và số tiền còn lại của nghệ sĩ Vũ Linh khoảng 4.200 đô la Mỹ đều do Hồng Loan và Hồng Phượng giữ. Từ ngày mất đến 49 ngày, Hồng Loan không hề hay biết bất cứ điều gì. Tiền đó thì cô Sáu và Hồng Phượng giữ 1.000+ đô ở trong tủ của ba em ở trong phòng, 4.200 thì ở thất của ba là 21 ngày của ba lên mở, thì còn nhiêu đó Hồng Phượng và cô Sáu vẫn giữ. Vũ Luân cho biết những ngày qua anh bị nhiều người chỉ trích vô cớ vì cho rằng mình kéo một đơn vị truyền thông vào tang lễ độc quyền để đưa tin kiếm tiền. Đến khi Vũ Luân liên hệ với đơn vị truyền thông này thì vỡ lẽ người ký là Hồng Phượng và theo hợp đồng, phía Hồng Phượng nhận 60% doanh thu. Vũ Luân có liên hệ Hồng Phượng để yêu cầu đính chính, nhưng cô không giải quyết và cho rằng mình là người bị hại. Vũ Luân khẳng định anh không đánh bản quyền bất cứ ai lấy hình ảnh từ đám tang của nghệ sĩ Vũ Linh. Theo Hồng Phượng, cô quyết định ký hợp đồng với đơn vị truyền thông với mục đích bảo vệ hình ảnh của nghệ sĩ Vũ Linh chứ không có mục đích kinh doanh. Số tiền gần 90 triệu đồng kiếm được từ việc ghi hình đám tang cũng đưa vào tài khoản riêng cho Kim Nga, người chăm sóc nghệ sĩ Vũ Linh 10 năm trước khi mất, để lo việc cúng bái cho cố nghệ sĩ. Trước phản hồi của Hồng Phượng, nghệ sĩ Vũ Luân cũng thắc mắc tại sao Hồng Loan, người thừa kế hợp pháp thứ nhất tài sản của nghệ sĩ Vũ Linh, lại không được nhận số tiền trên. Mọi công tác ma chay, mô mả cũng không thông qua con gái duy nhất của Vũ Linh mà lại đưa cho Kim Nga. Lục đục gia đình của cố nghệ sĩ Vũ Linh vẫn đang là chủ đề nhận được sự bàn tán trên mạng xã hội. Chẳng ai ngờ rằng cả đời nghệ sĩ Vũ Linh sống giản dị, không nhờ cậy ai, nhưng đến lúc mất lại xảy ra sự việc không đáng có này.